chấn động nha hôm nay mình thử thách ăn buffet trong vòng một giờ với giá siêu hời tại nhà hàng Hàn Quốc này xin chào mọi người mình là Thi đây vừa bước vào nhìn cái quầy la là hấp dẫn đói bụng ghê hôm nay vô tình đi môn thì đập ngay vào mắt mình là thử thách ăn buffet trong vòng một giờ chỉ một sáu tám xu một người từ thứ hai đến thứ tư thôi háo hức lắm luôn nên tấp nhẹ vào trải nghiệm liền trong cái gói buffet này được sử dụng hết cái đồ ăn trên quầy la này luôn trừ nước và kem nha bên cạnh đó thì được tặng một ly nước ngọt cho mỗi người nè nhớ là đi trước khung giờ 17 giờ nha còn ai mà muốn dùng thêm nước và kem thì chỉ thêm 59 xu nữa thôi ngoài ra còn có cái gói buffet khác như là hai trăm bốn xu ba xu được ăn thoải mái bao gồm cả nước và kem luôn nha với cái quầy buffet like hơn 70 món thì mình chắc chắn sẽ bày hết trong vòng một giờ nha mọi người thấy cái bàn của mình có hành chán không chưa hết cho cái gói buffet này đâu nha còn có thêm lẩu nữa nè được ăn thẻ gai thịt nướng hàn quốc dưới này cùng số chấm đậm đà thì tuyệt vời luôn thịt tươi ra đó, đó được ướp và đời co vô cùng đẹp mắt ngoài ra còn có các hải sản như là mực nang bạch tuộc cho mọi người có nhiều sự lựa chọn Máy món ăn chan được đem ra cũng rất là nhiều luôn nè như là củ cải đỏ kim chi cải thảo và kim chi hành lá nữa rau ăn kèm với thịt nướng thì đủ loại và nhiều nha bắt đầu tính giờ từ lúc lên thang nên mình phải tranh thủ thực hiện thử thách thôi đúng 15 thì tụi mình bắt đầu một cái điều đặc biệt ở đây mà mình rất là thích là nhân viên viên luôn đứng gần để support liền vị nướng được thay liên tục luôn và hướng dẫn cho khách lấy món còn dùng nhân viên còn đứng hỗ trợ nướng cho mình luôn á ăn cái miếng thịt đầu tiên thì thấy nó rất là mềm nè được ướp rất là đậm vị luôn cuốn chung với lại rau mình rất là thích mỗi lần đi ăn thịt nướng kiểu hàng như thế này thì mình hay bỏ cái nước sốt lên trên miếng thịt đó sau đó thì cho thêm kim chi lên nữa cuốn lại cùng với lại lá cây nhíp phải nói là càng ăn càng dính luôn á mọi người nhớ là chấm thịt ngập sốt như thế này giống mình nha cắn thêm một miếng ớt này vào nữa đã cái nư luôn á miếng thịt khi đang được nướng thì thơm nước mũi miếng bò siêu mềm luôn nha miếng ba chỉ thì tan trong miệng chấm cùng với lại nước sốt cay cay để cảm nhận được chuẩn vị cho cái món thịt nướng này không còn tù gì mà diễn tả được hết luôn á cuốn miếng thịt không với lại lá cây nhiết cũng ngon còn có cả nấm nướng và đầu bắp nữa nha hai món mà mình rất là thích còn đúng 30 phút thì nhân viên ra hỏi mình sẽ ăn lẩu gì ở đây có hai vị nước lẩu cho mọi người dễ lựa chọn nè có lẩu bò và lẩu kim chi vì nãy giờ ăn thịt nướng rất là nhiều rồi nên mình chọn cái lẩu bò để cho nó thanh thanh còn lẩu kim chi sẽ là chua cay nha ăn no căng bụng rồi nhưng mà vẫn khoái cái lẩu bò nên mình đã ăn hết sạch luôn á nếu mọi người muốn ăn thêm bò nhúng lẩu thì ra quầy la lấy thoải mái nha vì chứ mấy cái thử thách này là quá đơn giản với mình rồi vì đồ ăn hấp dẫn và hợp khẩu vị nên mình đã vượt qua thử thách dễ dàng ra thanh toán rồi đi về thôi nè